Sáng ngày 1 tháng 10, ông Võ Cao Long, trường phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trao đổi thông tin nhanh với báo chí về vụ việc giáo viên xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính cá nhân, tức là laptop, xảy ra tại trường Tiểu học Trương Dương gây bức xúc trong thời gian qua. Theo ông Long, lãnh đạo quận 1 đã họp và thống nhất kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật nếu có, không bao che các hành vi vi phạm. Việc xử lý sẽ được thực hiện công khai minh bạch, làm rõ thông tin dư luận. Để đảm bảo điều kiện học tập tốt nhất cho các em học sinh, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương Thống Nhất cử cô giáo Đinh Thị Kim Thoa là phó hiệu trưởng nhà trường sẽ thay thế cô Trương Phương Hạnh phụ trách việc giảng dạy các em học sinh lớp 4 trên 3 ngay trong sáng nay. Cô giáo Kim Thoa từng là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được trao tặng nhiều giấy khen các cấp. Từ chiều ngày 30 tháng 9, cô Thoa đã chủ động tham gia tương tác với nhóm phụ huynh của lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã ban hành quyết định phân công cô Thoa đảm nhận nhiệm vụ phụ trách lớp 4 trên 3. Trước đó, nhà trường dự kiến sẽ bố trí một giáo viên thỉnh giảng đứng lớp để thay thế cho cô Trương Phương Hạnh trong thời gian cô bị đình chỉ công tác. Bên cạnh đó, Ban giám hiệu trường tiểu học Trương Dương đã thành lập nhanh tổ công tác gồm đại diện phòng giáo dục và đào tạo, cấp ủy, ban giám hiệu nhà trường, công đoàn trường, ban thanh tra nhân dân đến gặp gỡ tiếp xúc với cô giáo Hạnh trong tối ngày 30 tháng 9. Ông Long thông tin, Ban giám hiệu trường đã đề nghị cô giáo Trương Phương Hạnh tương trình làm rõ những nội dung có liên quan đến cô đang được đăng tải trên mạng xã hội và nộp trước 9 giờ ngày 3 tháng 10. Qua vụ việc trên, ông Long cho biết, Ủy ban Nhân dân quận 1 đã giao cho các đơn vị liên quan cùng phối hợp kịp thời tham mưu việc kiểm tra thu chi đầu năm học của các trường trên địa bàn. Trường phòng giáo dục và đào tạo Võ Cao Long nói, sau sự việc này, thời gian sắp tới, tôi sẽ chỉ đạo phân công nhân sự theo dõi, chia sẻ nắm bắt nội dung của các cơ sở giáo dục trên địa bàn để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn cũng như xử lý các vấn đề phát sinh. Theo ghi nhận, vào sáng ngày 1 tháng 10, có 36 trên 38 học sinh lớp 4 trên 3 đã đi học trở lại, còn hai bé nghỉ học do bị ốm. Số lượng trên đã tăng rất cao so với ngày 30 tháng 9, khi chỉ có 24 bé đi học nguyên nhân số lượng học sinh nghỉ học nhiều do phụ huynh chưa nhận được thông tin chính thức về việc bố trí giáo viên đứng lớp thay thế cô trương phương hạnh bản thân nhiều cha mẹ cảm thấy không an tâm khi cho con tới trường những động thái trên được đưa ra sau ồn ào khi cô giáo trương phương hạnh có hành vi xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính đồng thời có những lời lẽ không chuẩn mực khi phát ngôn trong một cuộc họp nội bộ nhà trường, cô Trương Phương Hạnh nói tính tôi thẳng thắn nên người ta không thích tôi. Chỉ những phụ huynh hiểu chuyện có ăn học mới thích tôi thôi. Tôi chỉ giao du với những phụ huynh đó, còn những phụ huynh đầu đường xó chợ tôi không giao lưu. Nữ giáo viên tiếp tục, trên mặt bằng phương câu kho này toàn dân gì đâu không, dân học thức ít lắm, họ ăn đằng sóng, nói đằng gió, sáng gọi điện nói với tôi một kiểu, chiều lại nói giọng khác, trở mặt còn hơn cả bánh tráng. Mỗi người chủ nhiệm, người ta có nỗi đau khổ của người ta những hành vi trên của cô giáo gây bức xúc trong dư luận xã hội. Hiện cô Trương Phương Hạnh bị tạm đình chỉ công tác với thời hạn 55 15 ngày. Lý do để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét hướng xử lý kỷ luật. Cô Trương Phương Hạnh là giáo viên trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phụ huynh tố xin tiền mua laptop, còn bị tố là bán đồ ăn trong lớp cho học sinh. Hơn 20 phụ huynh lớp 4A3 đứng chung đơn phản ánh lên hiệu trường trường này rằng qua lời kể vô tư của con, cô Hạnh bán đồ ăn uống như là xúc xích, mì gói, nước ngọt ở trong lớp. Hay là có lúc cô mở Youtube, học sinh ngồi dưới làm bài, còn cô thì ngồi trên ăn. Trả lời về vấn đề này, cô Hạnh cho hay nhà cô ở xa trường nên có những lúc đến trường chưa ăn sáng, vì vậy cô luôn thủ sẵn mấy gói mì để hôm nào không kịp ăn sáng thì vào trường nấu ăn. Cô Hạnh chia sẻ, học sinh thấy vậy cũng lên nói là cô ơi con đói quá, cô nấu cho con gói mì. Một hộp mì và một cây xúc xích là 20.000 đồng, học sinh có tiền thì trả, còn không có thì thôi. Có nhiều phụ huynh đưa con tới trường lúc 6 giờ 30 phút sáng chưa ăn gì thì lúc đó cô trò cùng ăn. Phần đồ ăn là tôi trang bị cho mình, các con muốn thì tôi nấu cho các con ăn, các con có tiền thì trả cho tôi, còn không thì thôi, có những bạn không có tôi cũng cho. Hiện cô Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, khối trưởng khối 4 đang bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày. Lý do là để xác minh, làm rõ đơn phản ánh, ổn định tình hình phụ huynh và học sinh trong thời gian xem xét, hướng xử lý kỷ luật. Những ngày qua, việc cô Hạnh xin phụ huynh tiền mua laptop gây xôn xao dư luận. Sáng ngày 30 tháng 9, cô giáo Trương Phương Hạnh là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, người bị phản ánh xin phụ huynh ủng hộ tiền mua máy tính, đã trao đổi về các vấn đề liên quan. Cô Hạnh nói mình bị mất máy tính ngay tại trường trong năm học 2022-2023. Thời điểm này, cũng có một số giáo viên khác bị mất tài sản ngay trong trường. Tới năm học này, lớp 4 trên 3 được trang bị TV nên cô muốn có máy tính mới để soạn bài và kết nối với TV để giảng dạy. Cô Hạnh nói tôi không xin ý kiến hiệu trưởng từ đầu về việc này vì nghĩ là xin mua laptop là việc bình thường, đúng chủ trương xã hội hóa giáo dục, nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhiều người cũng làm như vậy, tôi không cao bằng mà dựa trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh. Nếu không có máy tính thì TV để không sẽ rất lãng phí. Nữ giáo viên cho biết thêm, hiệu trưởng khi biết được sự việc đã chỉ đạo cô không được nhận tiền hỗ trợ của phụ huynh. Đến ngày 16 tháng 9, cô Hạnh đã tạo một cuộc bình chọn trên nhóm lớp, đồng ý và không đồng ý hỗ trợ tiền mua máy tính cho giáo viên. Đã có chỉ đạo từ ban giám hiệu vì sao cô không từ chối ngay mà phải tạo bình chọn. Trả lời câu hỏi của phóng viên, cô Hạnh giải thích, tất cả phụ huynh đều đồng ý hỗ trợ tiền mua laptop trong cuộc họp phụ huynh trước đó nên tôi không có cớ để không nhận tôi tạo bình chọn là có cớ để từ chối vì đã có người phản ánh lên nhà trường thì sẽ có người không đồng ý. Nữ giáo viên cho rằng mình bị phụ huynh thư kiện vì không nhận máy tính. Cô Hạnh giải bày, nếu tôi đồng ý nhận thì mọi việc đã không ồn ào. Sau khi có ba phụ huynh bày tỏ ý kiến không đồng ý, cô giáo đã hỏi phụ huynh của bé nào. Giải thích vấn đề trên, cô Hạnh nói trong lớp có 38 phụ huynh nhưng nhóm lên đến 47 người nên cô giáo không biết ai là ai. Cô Hạnh nói tôi muốn hỏi phụ huynh này là ai để biết thôi. Nhiều người nghĩ là tôi dỗi nhưng tôi không giận dỗi gì phụ huynh cả. Tôi vẫn yêu thương giảng dạy các con bình thường. Về nội dung không soạn đề cương, cô giáo Hạnh cho rằng đây không phải là nhiệm vụ của giáo viên chứ cô không giận dỗi gì phụ huynh sau sự việc không ủng hộ tiền mua máy tính. Phụ huynh lớp 4 trên 3 còn phản ánh là cô Hạnh bán mì tôm, xúc xích, bánh trắng trộn cho học sinh. nhưng em không mua đồ ăn của cô sẽ bị ăn ở ngoài cửa lớp. Cô Hạnh phủ nhận thông tin cho học sinh đứng bên ngoài và nói thêm tôi ở xa trường nên đem đồ ăn lên lớp. Học sinh kêu đói nên tôi có bán cho các cháu. Những học sinh mua đồ ăn nơi khác vẫn được ngồi trong lớp ăn bình thường. Nữ giáo viên cũng cho biết có dạy thêm học sinh từ ngày 9 tháng 9 nhưng đã dừng từ tuần trước. Tôi đã sai khi không hiểu thông tư về xã hội hóa và cũng mong sự việc sớm được giải quyết, cô Hạnh chia sẻ. Cô Hạnh đã có 30 năm làm việc trong ngành giáo dục và 18 năm dạy học tại trường tiểu học Trương Dương. Tối ngày 27 tháng 9, phụ huynh học sinh lớp 4 trên 3, trường tiểu học Trương Dương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, giáo viên chủ nhiệm lớp xin quyên góp tiền để mua laptop. Khi không nhận được sự đồng thuận của phụ huynh, giáo viên này cho biết sẽ không soạn đề cương cho học sinh. Cụ thể, trong buổi họp phụ huynh, vào ngày 14 tháng 9, cô TPH là giáo viên chủ nhiệm lớp 4 trên 3, ngỏ ý muốn phụ huynh ủng hộ tiền để mua laptop vì cô vừa bị mất máy tính. Theo các phụ huynh tính toán, laptop có giá là 5-6 triệu đồng một chiếc. Mỗi phụ huynh hiện đóng góp khoảng 200-300 ngàn đồng một người. Số tiền thu được chỉ đủ để cô mua laptop, chứ không đủ để chi cho các hoạt động khác của lớp. Do đó, một số phụ huynh đề xuất đóng 500 ngàn đồng một người. Phụ huynh nào có khả năng thì đóng, không cao bằng và cũng không ép buộc tất cả mọi người phải đóng. Đến trưa cùng ngày, cô Hát nhắn vào group Zalo của lớp với nội dung Sau buổi họp đầu năm, 29 phụ huynh đã đóng quỹ và hiện có là 14 triệu 500 ngàn đồng. Cô đưa bảo mẫu 300 ngàn đồng và đóng quỹ khuyến học 500 ngàn đồng. Hiện cô giữ 13 triệu 700 ngàn đồng, cô mua cái laptop, còn bao nhiêu cô báo phụ huynh và cô xin cái laptop này luôn nha phụ huynh. Cô Hát cũng chụp hình hai chiếc laptop và báo giá 5,5 triệu đồng trên một laptop màu xám, 11 triệu đồng trên một laptop màu đen, đồng thời cô nhắn là sẽ lấy cái màu đen vì tài dữ liệu nhanh, đề nghị phụ huynh hỗ trợ 6 triệu, cô bù 5 triệu. Ngày 16 tháng 9, cô hát tiếp tục nhắn nội dung. Hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 9, cô có xin phụ huynh hỗ trợ laptop khoảng 5-6 triệu đồng. Cô đã mua máy 11 triệu đồng, thì cô bù vào 5 triệu đồng và laptop này là của cô. Phụ huynh có đồng ý không ạ? Đồng thời tạo bình chọn trên Zalo đồng ý hoặc không đồng ý để phụ huynh bỏ phiếu. Khi có phụ huynh nêu ý kiến không đồng ý, cô hát lập tức hỏi phụ huynh của bé nào rồi khóa bình chọn. Kết quả bình chọn có 26 phụ huynh đồng ý, 3 phụ huynh không đồng ý, 9 phụ huynh không có ý kiến. Đã có phụ huynh không đồng ý thì cô sẽ không nhận nhé, cô hát nhắn. Đáng nói đến ngày 17 tháng 9, cô hát tiếp tục nhắn với nội dung, tối qua và sáng nay cô đã nhận được nhiều tin nhắn và điện thoại của phụ huynh năn nỉ cô nhận phần hỗ trợ của lớp. Cô xin nói rõ quan điểm của cô là cô không nhận luôn nhà phụ huynh và cô không phải soạn đề cương ôn tập cho các con, cô thống nhất bài ôn và phụ huynh tự ôn ạ. À. Đến ngày 24 tháng 9, cô Hát gửi bản chụp những khoản đã chi sau khi nhận tiền từ phụ huynh. Trong bản này, cô vẫn ghi khoản tiền laptop là 6 triệu đồng, loa là 2 triệu đồng. Một thành viên trong ban đại diện phụ huynh lớp không đồng ý vì cho rằng các khoản này phải có sự đồng ý của tất cả các phụ huynh trong lớp. Sau đó, cô Hát xóa khoản tiền mua laptop và loa, trừ ra một số khoản cô đã chi và bàn giao lại số tiền này cho phụ huynh. Sau khi cô không mua được laptop như mong muốn, học sinh của lớp 4A3 về kể lại với phụ huynh là việc các con phải học qua TV quá nhiều. Cô hát cho học sinh xem YouTube ở hầu hết các bộ môn, mở lời dài trên TV cho các con chép lại. Nếu học sinh nào không chép kịp, sẽ phải bỏ. Với môn toán, cô giáo cho chép câu hỏi trên TV và sách, rồi tự làm theo. Cũng có lúc cô mở PowerPoint lên cho các con chép lời giải, chứ không giảng bài. Môn toán thì cô dạy rất nhanh, nhiều bạn không hiểu nhưng nếu hỏi lại là cô sẽ la. Trước tình trạng này, một số phụ huynh trong lớp đã ký đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm hoặc là chuyển lớp cho các con. Phụ huynh cũng đã gửi đơn đến phòng giáo dục và đào tạo quận 1, sở giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh để tìm hướng tốt nhất cho con. Sáng ngày 28 tháng 9, trao đổi với phóng viên báo Giao thông, ông Lê Công Minh, hiệu trưởng trường tiểu học Trương Dương xác nhận đã nắm được sự việc nêu trên. Hiện tại nhà trường đang giải quyết và làm báo cáo gửi phòng giáo dục và đào tạo để xin hướng dẫn xử lý. Ông Minh cũng nói thêm, đây là sự việc khó giải quyết, mong phụ huynh thông cảm cho nhà trường thêm thời gian để xử lý.